Ủa sao đen đen vậy, tối về có tẩy trang không? Thôi chứ. Ừ. Tắt nhạc đi, quên. Lên vị trí đi. Vị trí gì? Con tiếng nhạc nó không cho lên bây giờ chứ. Chị mày ngu luôn một đống không vậy. Con trai nghiêng nghiêng cái thai xíu vậy. Ủa người ta lấy mụn bắt người ta nghiêng sao mà nghiêng được?
Sao chẳng tâm lý đó hả? Mà đau quá. Gì? Cái gì? Mày xíu mở nhạc cho chị nghe. Làm sao? Cứ đứng với chị Hòa mà biết được cái gì? Muộn thì ta không lấy được tăng vật mình đây. Cái râu của em nó làm viêm cái nang lông như thế này nè. Cạo râu nó hay mọc mụn như thế này đúng không? Đây, chỉ bột triệt đi thì nó mới hết được thôi. Chứ cái râu nó hay bị mọc ngược á.
Con này gần hết rồi. Đâu rồi chị? Đâu rồi? Xin. Mấy cái mụn hả? Mụn không có mụn. Chân tóc nhiều mụn như ta. Em dùng dầu gội gì á? Đây. Dầu gội gì ta? Gội lâu chưa? Em chỉ gội như dầu gội đô sao? Một loại duy nhất đó thôi. Mấy loại kia ngứa đầu lắm. Mà chắc là đang nóng trong người sao? Hôm bữa giờ nóng em bị mập ở dưới ngực nữa nè. Nóng hả? Thấy biết em thấy nó mập. Dừa đâu bố? Đâu đây mụn luôn ấy. Người mà bị làm mụn hơi bị đau vậy. Ủa đúng là gội đô nó mới ngứa chứ. Lúc trước là mình có vụ mập mập mụn trong tóc mà cũng không có vụ mập mụn dưới ngực nữa, bây giờ nó lên rồi mới. Không hiểu. Xịt thuốc vào đây. Ok.